gammel. Sao mẹ con lại ở đây? Sao lại phải quần áo các kiểu nữa? Sao ngồi nghe khóc thế em? Em thế, chồng em nó đi ngoại tình, xong bắt đầu em bỏ nhà ra đi. Thì mẹ chồng không cho đất ở, đuổi em về với mẹ chị gái. Thì anh chị đi công ty về, bây giờ không cho em ở, đuổi em ra khỏi nhà. Bây giờ em không biết đi đâu, ở đâu. Các em ạ, thôi bình tĩnh, bởi vì hai đứa con rồi mình tìm cách giải quyết xong. Nghĩ vào hai con em ạ. Cảm ơn chị. Mình nghĩ vào hai con mà mình giải quyết. Bây giờ em đi tìm chỗ ở đi. Còn cho hai con nữa. Em ngồi đây bùi bậm các con ra. Trương các con ra. Có cái gì không chị ơi? Chị qua đường thì tôi tiện thể gặp hai em. Chị muốn nhờ hai em mà giúp đỡ chị một chút ạ. Bây giờ em nhờ anh chị giúp em đi lên nhà mẹ chồng em ấy, để xem mẹ chồng em có chia cho mẹ con em ít đất để ở không ạ. Bây giờ em về nhà ngoại thì anh chị đi công ty về cũng đuổi mẹ con em đi ra khỏi nhà. Bây giờ ba mẹ con không biết ở đâu ạ. Bây giờ hai ba mẹ con không có chỗ ở phải không? Dạ vâng ạ. Rồi, thế này thì cơ quan chính quyền sẽ hỗ trợ công việc. Dạ vâng. Thế em nhờ anh chị giúp đỡ em với ạ. Vâng, mẹ ba mẹ con em không có chỗ ở. Vâng. Thế ba mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà rồi đó. Dạ vâng. Bây giờ ở nhà mặt chồng có ở đây sao? Dạ ở thôn này thôi ạ. Bây giờ là với chị dẫn chúng tôi đi lên chỗ đất đấy để chúng tôi xem xét. Dạ vâng ạ. Đi ạ, em này. Ba ơi, qua nhà không ạ? Tôi bọn cháu nhờ giúp việc ạ.
có chuyện gì đấy các cháu? Cháu về đây có chút việc ạ. Thế là vào nhà ông đi. Vâng. Mẹ ơi, hôm nay con nhờ các anh chị ở trên xuống đây để xin mẹ chia cho mẹ con một ít đất ạ. Cô đừng dẫn là chính quyền về đây mà đòi đất, tôi không cho đâu. Trước đã bảo không cho là không cho rồi còn đòi nữa à? Cháu thì cũng nay ở trên chính quyền xuống cũng tiện thể đi làm việc dưới kia thôi. Thấy chị ấy bảo là bây giờ hai ba mẹ con có chỗ ở, bây giờ nhà mình cũng có đất thì con dâu trong nhà thôi. Thì bác tạo điều kiện bảo các con trai các thứ là cho chị ấy một mảnh, đằng nào cũng con dâu một nhà, còn cháu nhỏ các thứ nữa, mình là mẹ chồng. Bây giờ mình không thương con dâu thì thôi, thì bây giờ còn các cháu nhỏ nữa, cũng máu mủ ruột thịt của mình. Đó thì trước rồi, bác đã bảo là không cho là không cho. Bác đã bảo là cô này nó toàn để con gái thì là bác không thích. Không được ạ, bởi vì đây phòng con nhỏ nó không thể nào được đi lang thang suốt được. Đấy. Bác đã quét là quét rồi, không cho là không cho rồi. Bây giờ các anh chị nói như thế, ba mẹ con cũng về đến đây xin mẹ rồi, vì mẹ hãy cho ba mẹ con một ít đất ạ, để cho ba mẹ con dựng túp lều để trú nắng trú mưa. Thế là đi nhận đứa cháu nào về đây? À, đây là đứa con mà con nuôi của con ạ, chả biết ai bỏ ở cạnh nhà thì con đi thấy thì con lấy về nuôi ạ. Cái cháu này không phải cháu của tôi. Cô nhặt ở đâu, cô đi đâu thì đi. Trước đã bảo không có đất rồi còn cần đi nhặt cái cháu về làm gì. Con xin mẹ, con cũng nghĩ thương cho cháu đấy ạ. Con thấy họ bỏ rơi ở trước cửa nhà con ạ. Nếu con không lấy nuôi thì cũng không đành ạ. Mình cũng nghĩ là không có đất, không có gì nuôi chứ, nhặt về làm gì. Nhưng con không thể bỏ được ạ. Em lấy hộ một đứa, không có chị đại bỏ. Bác làm thế cũng không đúng, bởi vì bây giờ là đúng rồi, bác, bây giờ còn con nhỏ nữa, bây giờ ở ngoài kia thì cũng không có chỗ ở rồi, bây giờ là phải tạo điều kiện. Mẹ hãy cho con đi mẹ hãy cho không con được. Một miếng đất để ba mẹ con ở đi ạ. Đã bảo không được là không đúng được rồi, bác, cho chị đấy một miếng đất để chị còn có các cháu nữa. Bác đã bảo không cho là không cho, còn gì nữa. Được, mà chị thế thì không được mẹ. Không được. Bác bây giờ không làm thế này không được, còn cơ quan chính quyền pháp luật cơ bản từ trước rồi đã bảo không được là không được rồi. Bác mẹ còn nhặt nữa. Ngồi xuống, bác ngồi xuống, không phải nắm. Cô đi. Tính nào. Mẹ từ từ để nói chuyện chứ. Có gì từ từ nói chuyện ra. Mẹ ơi, con xin cho ba mẹ con một miếng đất ạ. Đã bảo không được là không được rồi, còn gì nữa. Không nó xin xem cái gì nhiều ạ. Bây giờ không thương con dâu thôi, còn các cháu nhỏ nữa, bác làm thế không phải? Đúng rồi. Cô cứ là lúc nào cũng là đến mà xin mà sổ. Đã bảo rồi. Không xin gì hết. Đi về đi. Đi. Thôi, không làm thế. Cô bảo đi. Có chuyện gì thế? Bỏ mẹ tôi ra. Thế cô anh có chuyện gì thế? Nhìn xem mày. Cô này lúc nào cũng về xin đất đây, chia đất cho hai mẹ con này đây, lại đi nhặt một con nữa. Anh bảo mẹ anh chia đất cho tôi đi. Cô nói gì vậy? Bây giờ anh bảo mẹ chia đất cho tôi đi, mẹ con tôi giờ không bị đuổi ra khỏi nhà, không có đất ở.
Thôi mẹ, trong chuyện đấy con có lỗi rồi. Cô ấy bây giờ ở trọ thì cô ấy cũng bị người ta đuổi rồi. Mẹ chia cho cô ấy ít đất đi. Đúng rồi bác ạ. Đúng rồi đấy. Bây giờ thì còn cháu máu mủ cực kỳ của mình nữa. Bây giờ phải cho chị ấy một thuốc liều. Thế là chia cho một ít cho con đứa cháu này. Thế cho dựng một cái liều. Còn cô thì đúng một mình cô thì không cho đâu. Còn đứa cháu này thì cũng chia cho một ít. Bây giờ bác dẫn bọn cháu đi xem đất nhỉ, để bọn cháu có cơ quan chính quyền hỗ trợ chị ấy làm căn nhà, một túp lều để cho mấy con ở. Vâng. Thì mẹ dẫn các anh ra đi. Đấy, ở cái khu này, có mảnh vườn ngô đây này. Chia một tí chỗ này này. Rộng nha. Chia cho ngăn qua đây. Đây là cái chỗ vườn này này. Ở khu này này. To. To ấy. Rất nhiều chỗ này chia cho cô ấy, mấy mẹ con chia ấy mảnh rộng rộng một tí để làm nền. Đây mẹ đi chỉ cho cô ấy được đến đâu thì mẹ chỉ đi. Thắm chỗ này. Chia cho đến chỗ này. Vâng. Từ chỗ này ra chỗ kia. Vâng ạ. Chia đất cho chị ấy rồi, để hôm nào thì chính quyền địa phương hoặc là anh em gia đình về hỗ trợ chị ấy làm nhà. Rất là cảm ơn bác đã hợp tác và tạo điều kiện cho chị nhà có một mảnh đất để làm cái nhà nhỏ nhỏ. Đứa cháu mới chia một tí để cho đứa cháu. Đấy, cô nhờ hai bề hộ dựng nhà ở đây này. Bà đã chỉ đất to rồi. Thế là anh chị về nhá, em cảm ơn anh chị nhá. Chào anh bé nhá. Đấy mẹ con cố gắng nhá. Dạ vâng ạ, em chào anh chị ạ.
Bình. Em này cũng bình bình. Yêu lắm chưa nhỉ? Con em ở đây rồi, mà ra đây rồi. Vâng, ở kia anh trai với lại chị dâu đi công ty về nên là anh chị bỏ nhà nhỏ, anh chị muốn sửa lại nhà nên là không cho ở. Con ra đây ở. Em đi đâu đấy? Em đi lấy củi. Đi lấy củi ạ? Buồn quá nhỉ. Em lấy gần đây không? Em lấy đây mà. Thế em thế thì em cho chị nhờ coi hộ một đứa bé chị đi quải mạ nhá. Không. Lên nhá, lên đi lấy củi nhá. Trâm ơi, con đi câu này nhá. Bác đi quải mạ thì bác về đón con nhá. Thế cho chị gửi đấy nhá. Em lấy ở ngay đây thôi mà. Củi đây cho chị gửi đấy nhá. Vâng.
thương. Sắp xong rồi. Ôi mẹ yêu, mẹ yêu. Về rồi à? Ừ, chị về rồi. Có chờ con Long không em? Lúc rồi nhỉ. Em lấy củi xong chưa? Em lấy xong rồi. Thế chị cảm ơn nhé. Vâng. Ngoan. Ui. Đây nha. Vâng. Cô đi về nhá. Nào, ăn ti nào. Ừ, cảm ơn cô nhá. Vâng. Cô đi về đây. Ngoan nào. Chị cảm ơn nhá.